cách giảm cân hiệu quả và an toàn cho người hấp thụ tốt. Trước khi tìm hiểu cách giảm cân hiệu quả cho những người hấp thụ tốt, bạn cần biết một số thông tin về tạng người này. Tạng người này còn được gọi tên là endomorph. Những người thuộc tạng endomorph thường có vai và hông rộng, cơ thể mập, tròn và nặng cân. Quá trình chuyển hóa trong cơ thể của những người này diễn ra chậm hơn so với người khác. Vì vậy, họ có xu hướng tích trữ nhiều năng lượng và chất béo trong cơ thể. Bên cạnh đó, những người có tạng endomorph thường rất dễ mập. Một khi đã mập lên thì họ rất khó giảm cân. Việc giảm cân ở những người thuộc tạng endomorph không hề đơn giản. Để đạt được những mục tiêu đó, bạn cần phải nghiêm ngặt, tuân thủ những yêu cầu dưới đây. Theo dõi lượng calo nạp vào cơ thể. Điều này giúp bạn hạn chế và kiểm soát tình trạng thừa calo, dẫn đến tích tụ mỡ trong cơ thể. Việc kiểm soát calo hiệu quả, bạn nên tập bản calo chi tiết từ các thực phẩm mà bạn ăn hàng ngày. Tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ. Hàm lượng chất xơ có trong rau củ quả, trái cây có tác dụng để nhanh tốc độ chuyển hóa dinh dưỡng, cũng như giảm mỡ cơ thể. Vì vậy, những người hấp thụ tốt nên tăng cường tỷ lệ các loại thực phẩm này trong khẩu phần ăn. Hạn chế các loại thực phẩm giàu tinh bột, chất béo và đường. Đây là một cách giảm cân hiệu quả của nhiều người thuộc tạng endomorph. Các loại thực phẩm thuộc nhóm này bạn cần hạn chế tối đa bao gồm nước ngọt có ga, bánh kẹo, tinh bột đã qua chế biến. Ăn đủ bữa. Nhiều người có suy nghĩ bỏ bữa sẽ giảm lượng calo nạp vào cơ thể, từ đó sẽ giảm cân. Tuy nhiên, điều này lại ngược lại. Khi nhịn ăn bữa chính, cơ thể bạn sẽ tìm cách bù năng lượng bằng cách ăn vặt. Các món ăn vặt thường rất nhiều calo và chất béo. Vì vậy, cuối cùng bạn vẫn tăng cân. Vì vậy, việc ăn đủ bữa giúp bạn không còn cảm giác thèm ăn vặt, đồng thời bổ sung đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tập luyện thể dục mỗi ngày là cách giảm cân cho người hấp thụ tốt. Tập luyện mỗi ngày giúp eo, mông, đùi, bắp tay và bắp chân của bạn giảm được mỡ thừa. Cơ thể bạn cũng trở nên săn chắc hơn. Để kiểm soát cân nặng, bạn cần dành nửa tiếng luyện tập. Những bộ phận đã đề cập ở trên. Khi đã quen dần, bạn có thể tăng thời gian và cường độ luyện tập lên. Nghỉ ngơi hợp lý, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên người trưởng thành nên ngủ ít nhất 6 đến 8 tiếng một ngày để tránh tình trạng căng thẳng liên tục xảy ra. Nếu bạn gặp căng thẳng tâm lý kéo dài sẽ kích thích quá trình cơ thể chuyển mỡ. Một số câu hỏi liên quan đến vấn đề giảm cân cho người hấp thụ tốt. Ăn ít cơm có giảm cân không? Tinh bột từ cơm là món dinh dưỡng bạn nên cắt giảm. Tuy nhiên, bạn cần phải đảm bảo mỗi bữa ăn ít nhất một ít cơm. Bên cạnh đó, việc giảm cơm trong khẩu phần ăn còn thực hiện chậm. Nếu ngay lập tức cắt giảm lượng tinh bột, cơ thể bạn sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng mệt mỏi và kiệt sức. Vì sao ăn ít vẫn mập? Việc bạn mập hay ốm không liên quan đến việc bạn ăn ít hay nhiều. Nó phụ thuộc vào tổng lượng calo bạn tiêu thụ hàng ngày. Nếu bạn ăn ít nhưng năng lượng từ số đồ ăn đó cao hơn vì bạn ăn nhiều thức ăn có ít năng lượng, thì bạn vẫn sẽ tăng cân. Bên cạnh đó, nếu bạn thuộc dạng endomorph, thì bạn dễ hấp thụ calo hơn người khác. Từ đó, việc bạn ăn ít mà vẫn mập cũng là điều dễ hiểu. Những người hấp thụ tốt thường khó giảm cân. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không thể. Muốn vậy, bạn cần áp dụng những quy định nghiêm ngặt trong quá trình giảm cân. Một trong những cách giảm cân bằng tập luyện phổ biến và an toàn hiện nay là sử dụng máy chạy bộ của tập đoàn thể thao Elite Sport. Chúc bạn luyện tập có hiệu quả và giảm cân thành công.